Tiến Linh vào sân và khả năng chơi bóng bổng của anh có thể sẽ được tận dụng ở những phút cuối trận này. Rất nguy hiểm, bàn thắng đã được ghi dành cho Becamex Bình Dương. Victor Mansouri pha lập công thứ hai trong mùa giải. Một tình huống đưa bóng vào ở tầm thấp khá bất ngờ và Victor Mansouri lần này đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để mang về bàn thắng mở tỷ số dành cho đội chủ nhà. Bàn thắng thứ 13 của Becamex Bình Dương ở mùa giải năm nay. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Có lẽ là hàng hậu vệ của câu lạc bộ Sài Gòn trông chờ vào một quả tạt